Năm 1279, nước Nam Tống bị tiêu diệt, Trung Quốc hoàn toàn bị Mông Cổ thống trị. Vua Nguyên là Hốt Tất Liệt giáo diết thực hiện âm mưu xâm lược Champa và Đại Việt để làm cầu nối xâm lược và thôn tính các nước ở phía Nam Trung Quốc. Hốt Tất Liệt cho quân đánh Champa chiêm thành trước để làm bàn đạp tấn công vào phía Nam Đại Việt, phối hợp với cánh quân của Thoát Hoan từ Trung Quốc đánh vào phía Bắc. Năm 1283, hơn 1 vạn quân Nguyên cùng hơn 300 chiến thuyền do tướng Toa Đô chỉ huy xâm lược Champa chiếm được kinh thành. Quân dân Champa đã chiến đấu hết sức anh dũng, cuối cùng quân Nguyên phải rút một bộ phận về cố thủ ở phía Bắc để chờ phối hợp đánh Đại Việt. Kế hoạch của nhà Nguyên định dùng Champa làm bàn đạp tấn công nước ta bước đầu tan vỡ. Sau khi biết tin quân Nguyên mượn đường đánh Champa nhưng chỉ là tìm cớ để xâm lược Đại Việt, vua Trần triệu tập hội nghị các vương hầu, quan lại ở Bình Than, Chí Linh, Hải Dương để bàn kế đánh giặc. Trần Quốc Tuấn, tức Trần Hưng Đạo, được vua Trần giao trọng trách quốc công tiết chế chỉ huy cuộc kháng chiến. Ông soạn hịch tướng sĩ để động viên tinh thần chiến đấu của quân đội. Đầu năm 1285, vua Trần mở hội nghị Diên Hồng, mời các bậc phụ lão có uy tín trong cả nước về Thăng Long họp để bàn cách đánh giặc. Các bậc trưởng lão thay mặt quốc dân, vậy ta xin hỏi, ta nên hòa hay đánh? Xin đánh! Như vậy là các trưởng lão đều đồng lòng quyết đánh. Nhà Trần tổ chức một cuộc tập trận lớn và duyệt binh ở Đông Bộ Đầu, rồi chia quân đóng giữ những nơi hiểm yếu. Cả nước được lệnh chuẩn bị sẵn sàng đánh giặc. Quân sĩ đều thích vào cánh tay hai chữ sát thát, nghĩa là giết giặc Mông Cổ. Cuối tháng 1 năm 1285, 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan tổng chỉ huy tràn vào xâm lược Đại Việt. Sau một số trận chiến đấu chặn giặc ở vùng biên giới, Trần Quốc Tuấn cho lui quân về Vạn Kiếp, Chí Linh, Hải Dương. Nghe tin quân của Trần Quốc Tuấn không chặn được giặc, phải lui quân, vua Trần lo lắng, bỏ cả ăn cơm, vội vã đi thuyền đến gặp và hỏi Quốc Tuấn. Thế giặc mạnh, giết hại nhân dân tàn bạo, có nên hàng giặc không? Trần Quốc Tuấn trả lời, nếu bệ hạ muốn hàng giặc, thì trước hãy chém đầu thần rồi hãy hàng. Quân Thoát Hoan tập trung một lực lượng lớn, tấn công vào Vạn Kiếp. Trước thế giặc mạnh, quân Trần lui về Thăng Long, sau đó rút về Thiên Trường, Nam Định. Nhân dân ở Thăng Long thực hiện lệnh vườn không nhà trống của triều đình. Quân Thoát Hoan kéo vào chiếm Thăng Long trống vắng, không dám đóng quân trong thành, chúng phải dựng doanh trại ở phía bắc sông Nhị, tức sông Hồng. Toa Đô được lệnh từ Champa đánh ra Nghệ An, Thanh Hóa. Thấy thế giặc mạnh, một số quý tộc nhà Trần đầu hàng giặc, cuộc kháng chiến gặp rất nhiều khó khăn. Cùng lúc đó, Thoát Hoan tự mình chỉ huy một lực lượng mạnh, mở cuộc tấn công đánh xuống phía Nam nhằm tạo thế gọng kìm, hòng tiêu diệt quân chủ lực của ta và bắt sống toàn bộ đầu não của cuộc kháng chiến. Trước tình thế nguy cấp, Trần Quốc Tuấn phải ra lệnh rút lui để củng cố lực lượng, chuẩn bị cho một cuộc phản công tiêu diệt quân địch. Bị thất bại trong âm mưu bắt sống vua Trần và tiêu diệt quân chủ lực của ta, Thoát Hoan rút quân về Thăng Long chờ tiếp viện. Quân Nguyên lâm vào tình thế bị động, lại thiếu lương thực trầm trọng. Tháng 5 năm 1285, lợi dụng thời cơ, quân Trần tổ chức phản công, đánh bại quân giặc ở nhiều nơi như Tây Kết, Cửa Hàm Tử, Khoái Châu, Hưng Yên, Bến Trương Dương, Thường Tín, Hà Nội và tiến vào giải phóng Thăng Long. Quân giặc hốt hoảng tháo chạy, bị quân Trần phục kích chặn đánh, nhiều tên bị giết, Thoát Hoan vất vả lắm mới chạy thoát về nước. Tướng giặc là Lý Hằng hoảng sợ phải giấu Thoát Hoan vào ống đồng, bắt quân lính khiêng chạy. Vua Trần còn đem quân chặn đánh đạo quân của Toa Đô ở Tây Kết, hàng vạn quân giặc bị tiêu diệt, tướng Toa Đô bị chém đầu. Sau gần 2 tháng phản công, vào tháng 5 và tháng 6, quân dân nhà Trần đã đánh tan tành 50 vạn quân Nguyên, một đạo quân hùng mạnh bậc nhất thế giới hồi đó. Đất nước sạch bóng quân xâm lược, cả dân tộc ca khúc khải hoàn.